Hello, xin chào tất cả các anh em. Em nào chưa kiếm đồng kit to cần thì bấm vào link phần mô tả mình và tham gia một dự án tiền tiền tệ nha. Tiền tệ này giờ nó ra một dự kiện là rất là hay luôn. Sau khi anh em đăng ký một một cái tài khoản thì nó tặng cho anh em được 100 ơi được 10.000 kit, xác nhận mail thì được 60.000 kit. Là tổng cộng mà được 7.000 kit miễn phí nha mọi người, được tương đương với khoảng hai mấy đô gì đấy. Sau khi anh em mở được một mở được nó có từng hệ thống cấp nha. Sau khi anh em mở được cấp mở được 5 người thì được 50.000 kit. Mở được 25 người thì 75.000 kit thì nó dài xuống cái hệ thống đó nghe anh em. Sau khi vào 90 ngày sau mình sẽ hướng dẫn anh em KC nghe anh em. Bây giờ nó chưa có, nó mới có lít sàn à. Đồng tiền này nó sẽ phát triển, tiềm năng của nó phát triển đấy, đang phát triển, nó giới thiệu của đồng tiền của nó lên. Tôi vừa tham gia chương trình tôi đã kit nè, tôi nghĩ nè, đồng kit này giờ nó lên nhiều sàn lắm rồi, sàn coi market cat mình giao dịch cũng được nè, sàn KuCoin mình cũng giao dịch được nè, cách dễ dàng tham gia nhận được. Để tham gia bạn có thể kiếm được 20x với chương trình kit nè, đăng ký wallet. Sau khi đăng ký là được 20x miễn phí đó. Anh em nào cứ chơi đi, sau này mình sẽ hướng dẫn anh em rút tiền, anh em mình sẽ hỗ trợ tất cả các bạn luôn nè. Nó có nói nè, anh em vô đây tìm hiểu nha. $100 hàng phí hàng tháng sẽ có hơn 100.000 người dùng trong mạng lưới và bạn thu nhập thụ động hàng tháng của bạn là có thể tăng là tới 8.000 đô la với tờ. Anh em đi đây tự tìm hiểu nha. Cái sàn này là nó sẽ hoạt động vào tháng 4 năm 2019 nha mọi người, là mình có thể mới rút tiền được. Còn mình sẽ có khoảng 90 ngày sau mình sẽ KYC sàn này nha anh em. Mình sẽ KYC mới được cúng tiền về sau 90 ngày nữa. Rồi, để mình ra mình coi cái sàn coi market cap, coi cái giá của nó được bao nhiêu nha anh em. Anh em chờ chút. Đây rồi anh em, đây là một cái sàn coi market cap anh em. Giá của nó là 0.0000003.0 nha. Anh em nó mà tăng lên một cái ha, cỡ là mình vô đó anh em. Nó mà tăng lên cái khoảng 0.0001 thôi là mình vô một khúc đó. Kèo này là kèo thụ động anh em. Mình kiếm tiền thụ động anh em chỉ việc thay vì mình lướt Facebook, Zalo đâu có tiền đâu. Anh em chỉ cần đăng ký cái tài khoản tiền của khoảng 5 người à. Rồi đó anh em bỏ đó đi. Nếu mình sẽ hướng dẫn anh em cái xe và rút tiền sau nha anh em. Liên sàn có market mình cũng có để với phần hướng dẫn, anh em nào muốn tham khảo thì bấm vào tham khảo. Video của mình đến đây đã kết thúc, chào tất cả anh em, chào, bye, tạm biệt.